Hãng Reuters ngày 13 tháng 3 dẫn các nguồn tin cho hay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự định sẽ thăm Nga và gặp Tổng thống Vladimir Putin vào tuần tới, sớm hơn thời điểm truyền thông dự báo trước đó. Thông tin về kế hoạch thăm Nga rộ lên trong bối cảnh Trung Quốc cho biết đang đề xuất làm trung gian nhằm đạt hòa bình tại Ukraine. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin ông Tập có thể đến Moscow, trong khi Điện Kremlin từ chối bình luận. Trước đó, vào ngày 30 tháng 1, hãng TASS đưa tin Tổng thống Putin đã mời Chủ tịch Tập đến thăm vào mùa xuân. Thông tin được Bộ Ngoại giao Nga khi đó đề cập trong một thông cáo khi bình luận về kết quả ngoại giao của Moscow trong năm 2022, đồng thời cho rằng chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ là một sự kiện chủ chốt trong mối quan hệ song phương trong năm nay. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh mối quan hệ tín nhiệm giữa lãnh đạo hai nước trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược song phương. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong thập niên qua, các lãnh đạo quốc gia đã có 40 cuộc họp, trong đó có những chuyến thăm song phương, cuộc họp bên lề các diễn đàn đa phương và các sự kiện khác. Năm ngoái, thương mại của Nga với Trung Quốc tăng thêm 1/3 lên mức kỷ lục mới và hai nước đã chứng kiến tăng trưởng dần trong việc hợp tác thực tế trên nhiều lĩnh vực, thông cáo cho biết. Tờ The Wall Street Journal hôm 21 tháng 2 đưa tin Chủ tịch Tập có thể thăm Nga vào tháng 4 hoặc tháng 5. Đến ngày 8 tháng 3, hãng TASS dẫn lời phát ngôn viên Mao Ninh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc không xác nhận hay phủ nhận kế hoạch về chuyến thăm trên. Bà Mao khi đó trả lời với các phóng viên tại một cuộc họp báo rằng Trung Quốc và Nga duy trì liên lạc sát sao ở mọi cấp độ, nhưng chúng tôi hiện không có thông tin gì về chuyến thăm mà các bạn hỏi. Ông Tập Cận Bình đã đắc cử chức Chủ tịch nước Trung Quốc nhiệm kỳ 3, đồng thời được bầu làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương vào sáng 10 tháng 3. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.